Thấm nhuần lời dạy của Bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trở về sau những năm tháng chiến tranh, các cựu chiến binh huyện Quảng Xương vẫn luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia có hiệu quả phong trào cựu chiến binh, giúp nhau phát triển kinh tế. Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, nhiều cựu chiến binh đã đạt được những thành công trong phát triển kinh tế, từ đó chung sức cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng phát triển quê hương. Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên liên tục. Hội cựu chiến binh huyện Quảng Xương đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt những nội dung về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ hội viên. Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở cựu chiến binh huyện Quảng Xương đó là đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình hội viên. Các cựu chiến binh đã tìm tòi học hỏi, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư các trang trại, gia trại, đi đầu trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho cựu chiến binh và con em cựu chiến binh trên địa bàn. Thực hiện chương trình công tác trọng tâm là cựu chiến binh phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững. Trong thời gian qua, các cấp hội của Hội cựu chiến binh huyện Quảng Xương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Phối hợp với các trung tâm giáo dục, học tập cộng đồng, tổ chức 152 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong thâm canh nuôi trồng thủy sản, chăm sóc cây trồng vật nuôi với 750 hội viên tham gia. Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư để tổ chức bồi dưỡng doanh nghiệp và hàng năm các tổ chức hội làm tốt công tác sơ tổng kết. Cái phong trào hội viên phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững để nhân rộng các mô hình tiên tiến và động viên các điển hình tiến là tiếp tục là phát triển kinh tế để giúp nhau giảm nghèo trong cái thời gian vừa qua. Những năm qua, phong trào cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Với lợi thế của địa phương về nuôi trồng thủy sản, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư đầm nuôi tôm, cua, cá, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay, thu nhập bình quân của hội viên cựu chiến binh xã Quảng Trung đạt 85 triệu đồng một người một năm. Toàn xã có 81,3% gia đình cựu chiến binh khá giàu. Để khuyến khích động viên hội cựu chiến binh phát triển kinh tế giỏi thì trước tiên là bám sát cái nghị quyết của Trung ương hội, sau đó là nghị quyết của hội cựu chiến binh tỉnh cũng như hội nghị quyết của hội cựu chiến binh cấp huyện, và đặc biệt là bám sát cái nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện hết sức cho cái tổ chức cựu chiến binh, trong đó là tạo điều kiện về là diện tích đất nuôi trồng cũng như là các cái đất để rồi dồn lại để rồi sản xuất tập trung cho các cái mô hình, ví dụ như là dồn lại nơi nào là coi như là trồng các cái cây công nghiệp ngắn ngày, rồi nơi nào là nuôi trồng thủy sản, thì đối với địa phương thì cấp ủy Đảng chính quyền rất quan tâm trong cái công tác phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là đối với cựu chiến binh Việt Nam. Tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào Campuchia từ năm 1987 đến năm 1990, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lâm ở xã Quảng Trường xuất ngũ trở về địa phương. Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông Lâm đã đầu tư sản xuất cói, kinh doanh. Những năm mới bắt đầu làm kinh tế, ông gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm, đầu ra cho các sản phẩm. Nhưng rồi được sự động viên của người thân, gia đình, đồng đội, ông Lâm lại tiếp tục cố gắng vượt khó vươn lên. Đến năm 2006, ông quyết định mở xưởng sản xuất gỗ. Đến nay, gia đình đã có 2 xưởng gỗ với mức thu nhập 70 triệu đồng một tháng. Khi tôi trở về thì rất là khó khăn, hai bàn tay trắng, nhà không có, đất không có. Và tôi cũng trở thành là buôn trái, là buôn bán rồi từ nhỏ rồi lên to, rồi nhờ các chi hội trong cựu chiến binh của thôn, của xã đó là cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Nên là đến ngày hôm nay là cũng tạm đủ để cuộc sống là sinh hoạt. Cũng loay hoay với nhiều công việc khác nhau,
sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Đến năm 2005, cựu chiến binh Nguyễn Văn Năm ở xã Quảng Trung đã quyết định mở xưởng sản xuất nước mắm. Phát huy nghề truyền thống của gia đình, ông Năm đã đầu tư xây dựng cơ sở nước mắm Nam Quyền. Từ chỗ là một cơ sở nhỏ lẻ, đến nay, quy mô sản xuất ngày càng phát triển lớn mạnh. Cơ sở nước mắm của gia đình ông có uy tín trên thị trường và được nhiều khách hàng tin dùng. Đến nay, cơ sở nước mắm của gia đình ông đem lại thu nhập 1,5 tỷ đồng một năm. Sau những ngày tôi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương, thì cũng là phẩm chất người bộ đội Cụ Hồ. Thì thứ nhất là đã hoàn thành rồi, tôi về tôi cũng cố gắng sắm đỡ với vợ con, rồi cũng xây dựng một cái nghề. Tôi cũng cố gắng để phát triển, rồi được địa phương, rồi cấp xã, rồi cấp huyện về cũng động viên gia đình, rồi cũng hỗ trợ với gia đình. Để phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, triển khai sâu rộng, các cấp hội cựu chiến binh huyện Quảng Xương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chương trình về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hàng năm, các cấp hội tiến hành khảo sát, nắm tình hình đời sống hội viên, làm rõ nguyên nhân đói nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo, với lộ trình và biện pháp thực hiện cụ thể như giới thiệu việc làm, tiếp cận vốn vay ưu đãi của nhà nước, giúp ngày công, giống, vốn, đồng thời cổ vũ, động viên nhiều cựu chiến binh vươn lên làm giàu hợp pháp. Hội cựu chiến binh huyện luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại, chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy hải sản. Đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Xương có 47 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, 388 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ. Cảm ơn nhà nước và chính quyền địa phương á, tức là tạo điều kiện cho cái một số cái cán bộ, đặc biệt là hội cựu chiến binh xã cũng quan tâm, tức là cái diện tích đất 5% là cho đấu thầu trang trại. Bản thân tôi là ra cũng đã nhận từ năm 2003 và sau đó là chuyển đổi sang đất thuê đến năm 2045. Đất có thời hạn nên là chúng tôi cũng đầu tư cái cơ bản là cái mô hình trang trại tổng hợp. Đến bây giờ thì mô hình thì cũng là cơ bản đi vào hoạt động và cũng cái thu nhập cũng là tương đối cao. Thì bản thân gia đình thì thu nhập tất cả các loại, thì trong đó có gia cầm, gia súc, rồi phải cá, lúa và cây trái. Hàng năm thì thu nhập cũng khoảng từ 5 đến 700 triệu. Hội cựu chiến binh huyện Quảng Xương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hội viên về chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đưa những giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, hội làm tốt việc quản lý ủy thác, vay vốn từ các ngân hàng, tạo điều kiện cho gia đình hội viên cựu chiến binh được vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, hội cựu chiến binh huyện đang phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện, giúp cho hội viên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế với dư nợ 172 tỷ đồng. Dư nợ từ ngân hàng thương mại là 199 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ hội do hội viên đóng góp cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp hơn ngân hàng là 9,36 tỷ đồng. Hội đang duy trì hoạt động 7 câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế với hơn 180 cựu chiến binh tham gia. Trong thời gian tới, tiếp tục là làm tốt công tác tuyên truyền vận động viên trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, phát triển bền vững và phối hợp với các cấp ủy tổ chức đảng để tạo điều kiện về mặt đất, rồi mặt nước để cho hội viên là thành lập các gia trại, trang trại và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế. Từ việc học tập và làm theo Bác đã khích lệ mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Quảng Xương hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động do hội cựu chiến binh các cấp phát động, nhất là trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó đưa các hoạt động của hội ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Xương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.